Ngủ ngáy là gì? Ngủ ngáy hay còn gọi là ngáy khi ngủ, là hiện tượng luồng không khí mà một người hít vào khi đang ngủ. Lúc đi qua một vùng hẹp ở đường hô hấp sẽ tác động làm cho niêm mạc các mô xung quanh rung lên tạo nên một loại âm thanh đặc trưng mà người ta gọi đó là tiếng ngáy. Vùng hẹp đó có thể ở vùng mũi, miệng hoặc là họng. Ngủ ngáy là một hiện tượng phổ biến, có thể gặp ở mọi đối tượng nhưng chủ yếu hay gặp ở nam giới, nhất là những người có tình trạng thừa cân hay béo phì. Cường độ của tiếng ngáy có thể lên tới 80 dB, tức là bằng tiếng ồn của một máy hút bụi hay tiếng ồn ào của đám đông. Ngủ ngáy có hại sức khỏe không? Người ngủ ngáy thường cho rằng việc ngủ ngáy chỉ gây phiền toái đôi chút cho người xung quanh chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bản thân họ. Tuy nhiên đây lại là một quan điểm sai lầm vì nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh việc ngủ ngáy có mối tương quan chặt chẽ với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ, các bệnh tim mạch, tình trạng thừa cân, béo phì, đau đầu, thiếu ngủ, giảm ham muốn tình dục. Nghiêm trọng hơn là sóng điện não bị xáo trộn, giảm trí nhớ, giảm năng suất lao động, mệt mỏi, khó tập trung và ngủ gật ban ngày. Làm thế nào để hết ngáy khi ngủ? Mời bạn tham khảo những cách chữa ngủ ngáy đơn giản dưới đây. 1. Giảm cân có thể giúp giảm ngáy. Giảm được 10% trọng lượng cơ thể bạn sẽ thấy tình hình được cải thiện nhanh chóng. 2. Không uống rượu bia trước lúc ngủ khoảng 4 tiếng. Hạn chế sử dụng thuốc an thần. Các thuốc này và rượu làm ức chế hệ thần kinh trung ương, khiến các cơ giãn quá mức, bao gồm các mô trong cổ họng làm tăng tình trạng ngáy khi ngủ. 3. Tránh ăn nhiều vào bữa tối. Không nên ăn những loại thực phẩm được chế biến từ bột sữa trước khi đi ngủ. 4. Tập thói quen đi ngủ theo giờ giấc đều đặn để cơ thể sẽ không lâm vào tình trạng quá mệt mỏi và giúp giảm tình trạng ngáy khi ngủ. 5. Nên nằm nghiêng và giữ đầu cao để dễ thở hơn, gối cao hơn bình thường khoảng 10 cm. Hạn chế nằm ngửa. 6. Không thở bằng miệng. Nếu khi ngủ đã quen thở bằng miệng thì tiếng ngáy rất khó loại bỏ. Nếu bạn đã thử những cách trên mà vẫn chưa thấy tình trạng ngáy ngủ thuyên giảm thì có thể đến gặp bác sĩ để được khám chữa bệnh hoặc tư vấn sử dụng thiết bị chữa ngủ ngáy phù hợp. Bởi vì nguyên nhân ngủ ngáy còn do bị viêm mũi dị ứng, tắc nghẽn mũi do vách ngăn lệch, do dị tật hàm ếch. Vì vậy, cần điều trị dứt điểm bệnh này để không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đối với những trường hợp nặng, cần thực hiện một số phương pháp như phẫu thuật bằng tia laser để đốt các phần mềm ở cuống họng.